Tập trận ở Trung Quốc, tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam khẳng định đẳng cấp ở khu vực châu Á. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đông, phía Trung Quốc và các quốc gia ASEAN có thể tổ chức một cuộc tập trận chung đa quốc gia là một sự kiện đáng chú ý đối với cả khu vực châu Á và thế giới. Đây là một bước tiến nhằm xoa dịu những căng thẳng trên Biển Đông và cũng là nơi để các quốc gia phô diễn những vũ khí hải quân của mình. Trong cuộc tập trận này, Việt Nam cũng tham gia với sự xuất hiện của tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam mang số siêu tàu 016 Quang Trung và đã gây được tiếng vang tại Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc. Bạn có biết sự kiện này diễn ra như thế nào không và Trung Quốc đánh giá ra sao về Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng tàu 016 Quang Trung? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Các bạn thân mến, ngày 12 tháng 11, VOV dẫn tài khoản Weibo chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông tin cho biết quân đội Trung Quốc sắp tập trận chung cùng với Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác như Lào, Campuchia, Malaysia và Thái Lan. Cuộc tập trận chung đa quốc gia Hòa bình và Hữu nghị 2023 sẽ sớm được tổ chức. Tài khoản Weibo chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc tập trận chung đa quốc gia mang tên Hòa bình Hữu nghị 2023 sẽ được Hải quân PLA tiến hành với đại diện quân đội của Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam ở Trạm Giang, Quảng Đông từ giữa đến cuối tháng 11. Từ trung tuần đến hạ tuần tháng 11, quân đội Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận chung đa quốc gia Hòa bình và Hữu nghị 2023 với quân đội Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam tại Trạm Giang, Quảng Đông. Đây là lần đầu tiên chuỗi cuộc tập trận này được tổ chức tại Trung Quốc, tài khoản Weibo chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay. Cuộc diễn tập chung với chủ đề hoạt động quân sự liên hợp chống khủng bố và bảo vệ an ninh hàng hải. Riêng nội dung diễn tập thực binh trên biển có tàu hải quân ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Malaysia tham gia, theo thông tin trên báo Quân đội Nhân dân của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay các đợt diễn tập sẽ tập trung theo các hướng trên bộ và trên biển, tổ chức huấn luyện chung theo phân đội, diễn tập chỉ huy chung và diễn tập chống khủng bố, chống cướp biển thực binh, nhằm nâng cao năng lực của các bên trong chống khủng bố ở đô thị, cũng như chống khủng bố và chống cướp biển ở trên biển, làm sâu sắc hơn tin cậy quân sự và hợp tác thực chất, cùng nhau duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, lực lượng PLA tham gia lần này chủ yếu được điều động từ chiến khu miền Nam cùng một số phân đội thủy quân lục chiến và chiến hạm mặt nước của các đơn vị khác. Theo Hải quân của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam cho biết, chiều ngày 11 tháng 11, tàu 016 Quang Trung, lữ đoàn 162, vùng 4 Hải quân, cùng đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Văn Ngân, Phó Tham mưu trưởng vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn, đã cập quân cảng Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, chuẩn bị tham gia diễn tập Hòa bình Hữu nghị 2023. Chuẩn đô đốc Dương Ba, Giang Bồ, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, chủ trì đón đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thông tin trên báo Quân đội Nhân dân cho hay, lễ đón tàu 016 và đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam được tổ chức long trọng tại cầu cảng Trạm Giang trong tiếng quân nhạc hào hùng. Chuẩn đô đốc Dương Ba bày tỏ niềm vui mừng chào đón đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam cùng tàu 016 Quang Trung cập quân cảng Trạm Giang. Phó Tham mưu trưởng Hải quân Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tin tưởng rằng thông qua các hoạt động diễn tập lần này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hiểu biết, hợp tác tốt đẹp giữa quân đội và hải quân hai nước. Thay mặt đoàn công tác Hải quân Nhân dân Việt Nam, Đại tá Nguyễn Văn Ngân đã cảm ơn sự đón tiếp chú đáo, trọng thị của Hải quân Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc dành cho đoàn công tác. Đại tá Ngân cũng chúc mừng những bước phát triển của Hải quân Trung Quốc trong thời gian qua. Phó Tham mưu trưởng Vùng 4 nhấn mạnh, cuộc diễn tập Hòa bình Hữu nghị 2023 được tổ chức thành công sẽ góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hiện có giữa quân đội và Hải quân Việt Nam với quân đội và Hải quân Trung Quốc nói riêng và các nước tham gia diễn tập nói chung. Chuyến công tác của tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam nhằm thực hiện quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp hiện có giữa quân đội và Hải quân Việt Nam với quân đội và Hải quân Trung Quốc nói riêng và các nước tham gia diễn tập nói chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, chuyến công tác còn là dịp để sĩ quan, thủy thủ Hải quân Nhân dân Việt Nam nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng thao tác, làm chủ vũ khí, trang bị khi đi biển dài ngày, từ đó tích lũy kinh nghiệm trong tổ chức,
tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng song phương và đa phương. Theo kế hoạch, sau khi tham gia diễn tập Hòa bình hữu nghị 2023 từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 11, cụ thể, tàu 016 của Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động tại bến và thực binh trên biển, trong đó hoạt động tại bến bao gồm thảo luận và huấn luyện mô phỏng điều khiển tàu, đấu tranh bảo vệ sức sống tàu, thực hành cấp cứu thương binh, thao tác thiết bị mặt bom trực thăng, chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập trên sa bàn, giao lưu văn hóa, thể thao, ẩm thực. Đồng thời, phần diễn tập thực binh trên biển sẽ có các nội dung, thông tin liên lạc, vận động đội hình, cảnh giới khu neo, chống cướp biển. Báo Quân đội Nhân dân cũng thông tin, trong nội dung hoạt động tại bến, chuẩn đô đốc Nguyễn Viết Khánh, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, sẽ tham gia bộ phận đạo diễn diễn tập trong vai trò Phó Tổng đạo diễn. Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Vùng 4, tham gia hoạt động của Sở Chỉ huy Liên hợp diễn tập với các nội dung hội thảo xử trí tình huống theo phân đoạn và thực hành quy trình kế hoạch và chỉ huy lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia, thảo luận về tìm kiếm cứu nạn trên biển và chống khủng bố, thảo luận về sơ tán công dân ở nước ngoài. Sau đó, tàu 016 Quang Trung sẽ đi thăm hữu nghị Hồng Kông Trung Quốc từ ngày 24 đến 26 tháng 11. Trong suốt hành trình đến Trạm Giang, cán bộ chiến sĩ tàu 016 luôn duy trì nghiêm các chế độ trực canh, đi ca, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống đảm bảo an toàn hàng hải, thông tin liên lạc đảm bảo thông suốt, tình trạng máy móc, vũ khí trang bị kỹ thuật của tàu vận hành đồng bộ, ổn định. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của tất cả các thành viên trong đoàn công tác và tình trạng kỹ thuật của tàu 016 đảm bảo tốt, sẵn sàng tham gia diễn tập. Được biết, năm 2011, Việt Nam cũng tham gia cuộc tập trận mang tên Hòa bình hữu nghị 2021 diễn ra từ ngày 20 đến 26 tháng 11 năm 2011 tại Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc với sự tham gia của Trung Quốc, Campuchia, Lào, Malaysia, Thái Lan. Đây là cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Hải quân PLA và các quốc gia ASEAN nhằm tăng cường hợp tác quân sự và nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên biển. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc tập trận có tổng số 25 tàu chiến và 1.800 binh sĩ, trong đó Trung Quốc đóng góp 16 tàu chiến và 1.300 binh sĩ, còn các quốc gia ASEAN đóng góp 9 tàu chiến và 500 binh sĩ. Cuộc tập trận trọng tâm và hoạt động quân sự liên hợp chống khủng bố và bảo vệ an ninh hàng hải, bao gồm cứu hộ, chữa cháy, bắn đạn thật, đổ bộ và bắt giữ tàu khủng bố. Ngoài ra các bên cũng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và kỹ thuật quân sự. Tàu hộ vệ tên lửa Việt Nam mang số siêu tàu 011 Đinh Tiên Hoàng đã cập bến quân cảng Trạm Giang vào ngày 20 tháng 1 để tham gia diễn tập. Đây là lần đầu tiên tàu chiến Việt Nam tham gia tập trận quốc tế. Theo Đại tá Nguyễn Nam Quân, trưởng đoàn quân sự Việt Nam, mục tiêu của Việt Nam là thể hiện tinh thần hợp tác, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao năng lực quân sự của Hải quân Việt Nam. Ông cũng cho biết, cuộc tập trận là một cơ hội để thắt chặt tình hữu nghị và tăng cường tin tưởng giữa các quốc gia tham gia. Chúng ta có thể hy vọng rằng, sau cuộc tập trận lần này, các bên có thể tìm được những điểm chung và hướng tới mục tiêu chung là duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực. Tuy nhiên, cuộc tập trận cũng gây ra một số lo ngại về việc Trung Quốc có thể sử dụng nó để thể hiện sức mạnh và ảnh hưởng của mình ở Biển Đông, cũng như để tạo ra một sự phân hóa trong ASEAN. Do đó, các bên cần phải tiếp tục duy trì đối thoại và hợp tác xây dựng niềm tin, đồng thời tôn trọng chủ quyền và lợi ích hợp pháp của nhau ở Biển Đông. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận.